cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đây có một chậu cát mini. Và cái mặt hoa này rất là nổi bật nha cô chú. Đây là cây hoa cát walnut vàng. Và cái mặt hoa này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường, tại vì lâu lâu thì mới nhập về một lô hàng thôi. Đây là cát walnut vàng nha cô chú. Và cô chú mình sẽ thường thấy á, cát walnut thì nó có walnut hồng nè, walnut trắng, walnut đỏ, rồi nói chung là walnut mắt hí, nói chung là nhiều dòng. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một cái dòng là walnut vàng. Và con đang bán á, là 130.000 một bản. Và cây này cũng đã ghép gỗ rồi. Và cô chú mình về muốn mà mình trồng sang chậu nhựa thì mình tách miếng gỗ rồi mình trồng lại ha. Và đây là cây walnut vàng, đồng giá 130.000 một giò. Và cô chú mình mua một cặp á, thì sẽ có giá tiền là 240 cho một cặp. Đây là các walnut vàng. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, tuyến Chánh, Tân An, Long An. Các walnut vàng nha cô chú, đồng giá là 130.000 một giò và 240 cho một cặp. Đây là một số cái hình cây của các walnut vàng bên con nha cô chú. Hàng này là hàng thuần đã được ghép cho bản gỗ nè. Mình về có thể là mình sẽ tách bản gỗ ra hoặc mình sẽ thay chậu lại cho nó ha. Nếu mà cô chú mình muốn giữ nguyên này thì cũng được. Mình giữ nguyên cái này thì cây nó sẽ bắt đầu nó mọc thêm mầm con ra thêm thôi chứ không có gì. Cũng rất là khỏe nha cô chú. Mình ghép cho bản gỗ thì cây nó vẫn phát triển bình thường, rất là lực. Đây là các walnut vàng. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con á, đang bán đồng giá là 130.000 một bản. Đây là các cô chú mình sưu tầm. Và cô chú mình nhìn cái rễ nó nè, nó xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Và kích thước nó đang dài từ gốc tới đầu lá sẽ tầm khoảng cỡ 15 cm. Đây là các walnut vàng. Và con đang bán đồng giá là 130.000 một bản. Còn một cặp của nó sẽ có giá tiền là 240 cho một cặp. Đây là các cô chú mình về sưu tầm. Đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Cây của nó rất là mập nè, ú nu luôn á. Các walnut vàng đã xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Đồng giá 130.000 một bản như vậy. Và một cặp sẽ có giá tiền là 250 cho một cặp. Và số điện thoại của con là 0908 846 804 nha cô chú. Còn địa chỉ của con thì nằm ở phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là một số cái cây cát walnut vàng. Và một hoa này là một hoa chuẩn hoa, nên các cô chú mình cứ yên tâm, mình thích thì mình sưu tầm. Đã xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Đây là các walnut vàng, đồng giá 130.000 một bản và một cặp thì sẽ có giá tiền là 240.000 một cặp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng của con thì nằm ở phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đồng giá 130.000 một bản nha cô chú. Một cặp là 240 cho một cặp các walnut vàng.